Quang Hải được biết đến là một trong những cầu thủ nổi bật của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh nổi tiếng với những pha đi bóng hết sức ấn tượng. Có lẽ vì sự tỏa sáng đặc biệt trên sân cỏ đã khiến không ít người hâm mộ quan tâm đến cả những thứ xoay quanh cuộc sống của anh. Kể từ ngày anh nổi tiếng thì chuyện anh đi đâu, làm gì, quen ai đều xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, đặc biệt là những lùm xùm xoay quanh chuyện tình ái của anh. Tối ngày 2 tháng 11, cư dân mạng lại một lần nữa dậy sóng khi có xuất hiện một đoạn status rất dài từ chủ tài khoản Hà Thu Quỳnh, người này đã lên tiếng về việc bị người yêu cắm sừng và người thứ ba chính là Huỳnh Anh, bạn gái của nam cầu thủ Quang Hải. Status của chủ tài khoản này đã đính kèm rất nhiều hình ảnh, tin nhắn thân mật được cho là của người bạn trai này với Huỳnh Anh. Đặc biệt, tin nhắn từ tài khoản cá nhân của Huỳnh Anh còn khẳng định cô độc thân và mong muốn với bạn trai dứt khoát với người yêu cũ để hai người đường đường chính chính đến với nhau. Thậm chí trong tin nhắn còn có đoạn cô bị người khác nhận ra là người yêu của Quang Hải và không muốn họ chụp hình vì sợ hiểu lầm cô cắm sừng bạn trai, vì mặc dù chia tay nhưng Quang Hải không chịu xóa hình chung của hai người. Nhanh như chớp, status của chủ tài khoản Hà Thu Quỳnh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng với tốc độ chia sẻ chóng mặt. Chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng cư dân mạng ngay lập tức đã vào trang cá nhân của cầu thủ Quang Hải và để lại những bình luận liên quan đến việc anh bị cấm sừng. Thậm chí, hình ảnh với những status đính kèm của Huỳnh Anh cũng bị cư dân mạng soi mói và liên kết với sự việc trên. Nói về những người trong cuộc, Huỳnh Anh đã có những đính chính về sự việc trên và cho rằng toàn bộ những tin nhắn và hình ảnh đã bị cắt ghép. Cô và chàng trai trong câu chuyện chỉ có mối quan hệ chủ nhà và người thuê nhà. Cô đã có khoảng thời gian 30 phút lơ là cảnh giác, bỏ quên điện thoại, điện thoại không cài mật khẩu, nên kẻ gian đã lấy điện thoại rồi ngụy tạo nên câu chuyện trên. Cô còn mạnh mẽ khẳng định không có chuyện cắm sừng quang hải, và sẽ cùng gia đình làm việc với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tìm ra kẻ đứng sau. Về phía Quang Hải, anh chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, nhưng một nguồn tin thân cận của chúng tôi đã tiết lộ rằng Quang Hải đã chia tay Huỳnh Anh từ một tháng trước. Hiện tại, anh đang tập trung tối đa cùng câu lạc bộ Hà Nội cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch V-League mùa này. Đây không phải là lần đầu tiên nam cầu thủ Quang Hải dính vào những lùm xùm xung quanh chuyện tình cảm. Ngay từ khi nổi tiếng, người hâm mộ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến anh và Nhật Lê. Quen nhau từ năm 17 tuổi, chuyện tình của hai người trai tài gái sắc này đã từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Kể từ thời điểm Quang Hải tỏa sáng, tại đấu trường trong nước và châu Á, thì Nhật Lê cũng trở thành một trong những nàng quắc nổi tiếng của cộng đồng mê bóng đá. Bên nhau khá lâu, thế nhưng Nhật Lê không được nhiều sự ủng hộ từ fan hâm mộ của Quang Hải. Có lẽ là do những lần Nhật Lê tham vọng, bước chân vào showbiz hay nhận quảng cáo vô tội vạ khiến cô dần mất điểm trong lòng người hâm mộ. Cuối năm 2019, tin đồn Quang Hải và Nhật Lê đã chia tay nhau bắt đầu rộ lên, những hình ảnh Nhật Lê đi chơi với bạn trai mới bị phát hiện khiến nghi vấn càng tăng thêm. Thế nhưng sau đó, có nhiều thông tin cho rằng cả hai đã tái hợp. Những hình ảnh của Quang Hải tụ tập cùng bạn bè cũ hay những lời chúc ngọt ngào Quang Hải dành cho Nhật Lê càng khiến nhiều người bất ngờ và đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của cả hai. Và tới lúc Quang Hải công khai tình mới, khán giả vẫn chưa hiểu câu chuyện của nam cầu thủ và Nhật Lê như thế nào và cả hai chính thức chia tay lúc nào vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Thảo My, Thanh Thủy là những cái tên có liên quan đến Quang Hải sau đó. Thảo My là cô chủ người Sài Gòn, sở hữu thân hình nóng bỏng. và thời điểm Nhật Lê và Quang Hải xảy ra ồn ào, cư dân mạng đã phát hiện hành động thả thính của Thảo My cùng cầu thủ đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi Thảo My có đăng tải hình ảnh check-in tại Đà Nẵng cùng thời gian Quang Hải có trận đấu ở đây. Thanh Thủy cũng là một trong những bóng hồng có ồn ào với Quang Hải tin đồn xuất hiện khi cư dân mạng phát hiện Quang Hải choáng tay rất ga lăng với Thanh Thủy khi tụ tập cùng bạn bè. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Thanh Thủy đã bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội của Quang Hải. Nói đến những cái tên dính tin đồn với Quang Hải thì không thể bỏ qua Huyền My. Cô nàng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nói về mối quan hệ với chàng cầu thủ này. Ở thời điểm khán giả phát hiện ra Quang Hải liên tục thả tim các bài đăng của Huyền My khiến ai nấy đều tin rằng chắc cặp đôi đang hẹn hò. Đặc biệt, với bức ảnh Huyền My khoác tay Quang Hải và tựa đầu vào vai nam cầu thủ, càng khiến mọi người tin chắc Quang Hải đã tìm được cho mình tình yêu mới, cặp đôi thực sự đang tìm hiểu rất nghiêm túc. Tuy nhiên, ngay sau khi có tin tức Nhật Lê tái ngộ với Quang Hải thì mọi người nhận ra rằng Huyền My và nam cầu thủ không còn tương tác với nhau quá nhiều như trước nữa và câu chuyện này cũng dần lắng xuống. Cho đến thời điểm này, Huỳnh Anh, cô gái duy nhất được nhắc đến với danh nghĩa là người yêu chính thức của chàng cầu thủ tài năng Quang Hải thì lại vướng scandal gây rúng động vừa được chúng tôi đề cập ở trên có lẽ sự việc sẽ còn kéo dài hơn nữa ai đúng ai sai vẫn là câu hỏi lớn được quan tâm vì vậy tốt hơn hết chúng ta vẫn nên bình tĩnh dõi theo các nhân vật trong câu chuyện không nên manh động tự do đồn đoán điều này sẽ làm tổn thương những người không có lỗi đồng thời nếu có kẻ gian trong sự việc này thì sẽ vô tình tiếp tay cho họ đẩy sự việc đi xa hơn mà thôi